Musawada Veramani Sikha Padang Samadhiyami. Con xin vâng những điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Surameraya Machampamadanthana Veramani Sikha Padang Samadhiyami. Con xin vâng những điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui, uống rượu và các chất say. Imani pancha sikhapadani sathukam katvanga pamadena nityakalam samarakhitabbang. Chư Phật tử, sau khi tọa trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo rồi, phải ráng quan như hành theo cho được trong sạch, đừng có dễ vui. Ama pante, dạ chúng con xin vâng. Sile na sugatin yanti, sile na phoka sambadan, sile na niputin yanti tasmai, silang wikso, tha ye. Các chúng sanh đã sanh về cõi trời cũng nhờ dự giới được giàu sang đầy đủ tài sản, cũng nhờ dự giới được giải thoát nhâm niết bàn, cũng nhờ dự giới. Bởi các cái cho nên chư Phật tử phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lầm nhờ. Xa thức lành thay. Unta măng ghê na quan đề hăng phá đá băng xung và unta măng bún thề vô khá lý tô đồ sô bún thô các mắt tu tâm ma măng. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xa tội lỗi ấy cho con. Uân ta măng ghê na quanh đề hằng thẩm manh cha đuối thân quá răng thẩm mê vô cá lý tô đô sô thẩm mô ca ma tu tăng ma măn. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xa tội lỗi ấy cho con. Un ta măng ghê na quanh đề hằng sẵn khanh ra đuối thôn ta măng sẵn khê vô ca lý tô đô sô sẵn khô ca ma tu tăng ma măng. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xa tội lỗi ấy cho con. Chúng con thành kính cung thỉnh ngài chúc phúc cho hàng Phật tử chúng con được tròn đủ phước báo. Dạ con kính dâng mít đến ngài. Nam mô Bụt Thà Giá. Sĩ lạc minh mê Bụt Thà Sê Thô Thà Rê Bụt Tô Chà Đạp Thế Nê Hoa Mạ Ấn Sê Mộc Ra La Nô Phụ Rà Tô Bí Đà Cát Thế Dân Bà Chí Mê Mạ Mạ A Năn Đô Kỳ Nà Sa Hoa Chà Tôn Đi Sa Sa Măn Tà Lô Cà Bà La Chị In Đà Đê Hoa Sa Phạm Mạ Cà Ê Tê Sang A Nú Phà Vê Nà Sa Bê Phá Gia U Bánh Đà Hoa A Nê Cà Ấn Tà Rà Gia Pì Pì Nà San Tù A Sê Sa Tô Đức Phật ngự trên đầu vai mặt Xá Lợi Phất và trái tiền Liên Hầu. Trước mặt là tâm tạng sau lưng A Nan chầu bốn phương A La Hán để thích lẫn phạm thiên vô A Lực Pháp Màu. Hộ trì đã năm châu rủi ro và tai hại tất cả đều lỗ âu xin được mau tiêu diệt. Xin thị gia xin ra tha xin tham văn tu xin tham văn tu xin tham văn tu y đăng phá lần e ta smin rắc ta na ta giá smin xâm bá sa đà na chê tạ xuống. Cầu xin cho quả của tâm tiến thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Xa thức lành thay.
Chúng con thành kính tri ân Ngài Thế Đức đã truyền tam quy và ngũ giới và chúc phúc cho đạo tràng chúng con hôm nay. Akasattha cha bhummattha devanaga mahittika punyanno anumodantu chiran rakhantu sasanam. Akasattha cha bhummattha devanaga mahittika punyanno anumodantu chiran rakhantu no garu. Akasattha cha bhummattha devanaga mahittika punyanno anumodantu chiran rakhantu nyatayo. Akasattha cha bhummattha devanaga mahittika punyanno anumodantu chiran rakhantu panino. Akasattha cha bhummattha devanaga mahittika punyanno anumodantu chiran rakhantu no sada. Idang no nya thì đằng hầu tu sukita hầu tu nhà tại yo. Do sự phước báo mà chúng con trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Y đằng watame punyang asawakaya wahang hon tu. Do sự phước báo mà chúng con trong sạch làm đây, hãy là pháp duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngũ ngầm nơi tâm. Với phần phước mà con đã tạo, con kính dâng đến chư tôn đức tăng, con kính dâng đến ngài Trí Đức, Trí Đức quý cô tu nữ, thầy kinh nguyện cầu quý ngài pháp thể kinh an đạo quả sớm viên thành. Con kính dâng quả phước này đến chư thiên được ở mười muôn triệu thế giới xa bà, vua trời đế thích nhân vương, xin quý ngài hoan hỷ thọ nhận phần phước báo thanh cao này. Con kính xin chia phước đến đạo tràng, nguyện cầu quý đạo hữu an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Thế Tôn Gotama. Y đằng nô phun nhân ni pa na sa pa cha ya ho túc. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là pháp duyên lành để thành tựu niết bàn. Xa thức lành thai. Dạ, giờ lễ bái Tam Bảo đã hoàn mãn, con kính tri ân ngài Thế Đức, con kính tri ân đạo tràng, con xin phép được gửi mic lại cho cô Nhật Quỳnh. Nam mô Phật Thầy á, Nam mô Sam Thầy á, Nam mô Tam Bảo á. Dạ, sa thú kính cảm ơn chị Thị Na. Nam mô Bích Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sân Kha Dạ. Con thành kính lãnh lễ ơn Đức Tam Bảo, ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Con thành kính lãnh lễ Ngài Trí Đức, Đại Đức Pháp Trang, cùng Chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Dạ, cảm ơn Thiền Vũ cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Kính cảm ơn Thích Kim Nhung. Nhật Quỳnh kính chào thầy kinh. Nhà Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng. Sa thú lành thai. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài Trí Đức đã từ bi hoan hỷ thay mặt Chư Tôn Đức Tăng truyền trao tam quy ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Thích Thi Na đã thay mặt đạo tràng lễ bái Tam Bảo và thọ trì quy giới. Dạ, bây giờ thì cũng đã đến giờ học bài mới ngày hôm nay. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh, cung thỉnh Pháp Sư trước khi đạo tràng chúng ta được thầy kinh giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam mô Bích Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ, Nam mô Ta Sakkavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato arahato
Samma sambuddha sa namo ta sa bhagavato arahato Samma sambuddha sa. Chúng sanh tất cả bốn hàng à, như sen trong nước minh quang luôn chờ trời lâu mọc đặng nhờ ánh sáng à, trổ hoa lành đại tạng mùi hương pháp màu ánh sáng phi thường à, chiêu khắp ba cõi rõ đường an vui phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản à, Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi quyết lòng mở đạo dạy đời à, nhóm vương lộc gia ngài dời chân sang thuyết pháp độ các hàng đệ tử à, con thầy thỉnh giữ pháp từ đó là nhóm kiều trận như à, được nếm hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp mà 45 hạ giáp vẹn toàn một lòng chăng thổi không mòn à, những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ân phổ cập à, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian bởi nhân cơ tính rõ ràng à, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi chúng sanh ngồi khắp chốn đi à, tối mê cầu được tri tri vẹn toàn. Nam mô Bích Tha giá giả đạo tràng đang trang nghiêm thanh tịnh. Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng kính mời thầy kinh đăng đàn để điều hợp chương trình học ngày hôm nay. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học với diệu pháp được an vui tiến hóa. Dạ, Nhật Quỳnh kính dâng mít đức thầy ạ. Nam mô Bích Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Khai giá. Dạ, kính lễ chư Tôn Đức Tăng trong rừng. Kính chào quý sư cô, kính chào tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta tiếp tục học về lộ trình tâm. Kỳ trước hình như chưa học về lộ ý môn cận tử phải không quý vị? Mới nhảy sót một cái, lộn qua rừng khác. Đúng không? Bây giờ biết vậy chắc lỗi môn cận tử như chưa học à? Không sao, chưa học nhảy tốt lên lộ thiền luôn rồi. Ai nhớ không? Lỗi môn cận tử của mấy ta học chưa? Hỏi ta lớn nhất, hỏi ta của Nhật Quỳnh. Rung này chưa không? Rung này như chưa bị sót nhảy lộn, nhảy sót cái. Có nguyên cái chương không phải là nếu học rồi thôi, còn nếu mà chưa học mình mới học chứ nó bị sót á, tức là ta gì lỗi môn cận tử rồi lộ tục sinh rồi mới đầu mới qua chim bao rồi niết bàn rồi mới tới thiền rồi mình qua mấy kia trước mà có cái ý môn cận tử nào chưa à, mình nó kẹt lộn qua cái rung của bên Phật giáo ghi pháp cơ bản bên kia rồi chưa ha. Vậy hôm nay mình học đó ha. Rồi, trước khi vào buổi học, chúng ta cùng nhau đảnh lễ tam bảo tánh tăng. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhaṃ Bhagavantaṃ Abhivadayami Svakkhato Bhagavata Dhammo Dhammaṃ Namami Suppatipanno Bhagavato Savakkasangho Sanghaṃ Namami Sama Sambuddhamma Tulang Satsattamma Ganuttamang Apiwa Diyapa Sitsang Apithamma Tasang Kahang. Con xin thành kính đảnh lễ đấng toàn giác vô song, giáo pháp tối thượng và giáo hội chúng tăng cao quý. Con xin nói về những gì chứa đựng trong vi diệu pháp. Nam mô Bích Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Khai. Rồi, kính thưa quý vị, hôm nay mình học về lỗi môn cận tử ha. Thì trước khi vào buổi học thì mời cô Mít Ta cô Nhật Quỳnh post bài đọc tuần rồi cho quý vị đọc. Mời tất cả quý vị quan hỷ lên hai viên đọc nha. À, một. Nam mô Bụt Tha Ya, Nam mô Tham Ma Ya,
Nam mô Sankhaya. Dạ, cảm ơn quý vị cho biết được tín hiệu, nghe được âm thanh rõ. Dạ. Trước hết, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Sư Pháp Trang, cùng quý cô tu nữ, con kính chào Thầy Kinh, và con kính chào toàn thể Đạo Tràng. Và con xin đọc ạ. Đoạn 1. Abbana Chawana Warebana Vi Phu Ta Phê Đô Nạc Thi Ta Tha Ta Đà Lâm Ba Núp Ba Đô Cha. Trong phương cách diễn tiến của Chawana Abbana, tuyệt đối an trụ, không có sự phân biệt giữa sáng và tối, cùng thế ấy không có tâm quả đăng ký na cảnh. Tát tha hi nhà na sam ba yut ta ka ma wa cha ra cha wa na nang at than nang an nya ta ras min pa ri kam mu ba cha ra nu lo ma go ta phu na me na cha tut khat tung tích khát tu mê quá hoa gia thác ca măng ấp bát chích tòa ni rút thề ta đa nàn ta ra mê quá gia thà ra hằng cha tuất thằng bành cha măng hoa chấp bì sa ti ma hát gia ta lộ cút ta ra cha hoa nề su gia thà phi ni hà ra wa se na yang kinh chi cha wa năng ập ba na quỳ thi mô ta ra ti ta tô ba răng ập ba na wa sa ne pha quăng ra ba tô wa hồ ti. Trong trường hợp này, bất luận tâm nào trong tám cha wa na thuộc dục giới liên hợp với tri kiến khởi sanh theo thứ tự ba hoặc bốn lần, như chập tâm chuẩn bị, parikamma cận hành, ubacara thuận thứ, anuloma và chuyển tánh, gotrafu. Tức khắc sau những chập tâm này chấm dứt trong chập thứ tư hay thứ năm, tùy trường hợp bất luận tâm sáu quá na nào trong 26 loại tâm cao thượng, thiền và siêu thế nhập vào tiến trình thiền tùy hợp theo sự cố gắng thích ứng. Dạ vậy con đã đọc xong, con kính cảm ơn thầy. Dạ cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã post bài và con mời gì kế tiếp ạ. Dạ alo alo ạ. Dạ. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, con kính đảnh lễ Sư Pháp Trang. Dạ, con kính chào Thầy Kinh, kính chào các anh chị trong đạo tràng, kính cảm ơn đạo tràng cho con biết tín hiệu nghe rõ. Con xin đọc bài tiếp ạ. Đoạn 2. Mano đoà rê vi thi chít táp ba quát tina yô. Tiến trình tâm khởi phát xuyên qua ý môn. Mano đoà rê ba na gia đi quy phụ ta ma làm ba năng a ba tham a gách cha ti ta tổ ba rằng pha quăng ga cha la na ma no a quách cha na cha wa na wa sa ne ta đà ram ma na pa ca ni ba wa tan ti ta tổ ba rằng pha quăng ga ba tổ a vi phu tê ba na lâm ba nê cha wa na wa sa nê pha quăng ga pa tô wa hô ti na thi ta đà lâm ba núp ba đô ti. Trong ý môn, khi một đối tượng sáng nhập vào bằng đường lối này, tâm quả đăng ký khởi phát, khi chập phá quăng gá dao động,
ý môn hướng tâm và trá quá ná chấm dứt, sau đó chìm biến vào phá quang gá. Trong trường hợp một đối tượng tối có sự chìm biến vào phá quang gá sau khi luồng trá quá ná chấm dứt mà không tạo điều kiện cho tâm quả đăng ký khởi sanh. Nguyết thi chít tà ni tì nề quá chít túc bà đà đa sê ri tà. Nguyết thà rê na ba nét thê ca chát tà lì sa quy phà quá dê. Ayame thai ba ri ta cha quá na quà rô. Ba phương cách và 10 loại tâm khác nhau trong tiến trình tâm được dạy sẽ được giải thích rằng vào chi tiết có 41 loại tâm ở đây. Đây là phương cách diễn tiến của trá quá ná phụ. Appana vi thi citta bhavatina yo, tiến trình tâm an chỉ. Tathaso mana sasahagata chawana nanta rằng appana biso mana sasahagata wapati kan khitappa. Ubekha sahagata chawana nanta rằng ubekha sahagata wa tattha bikusala chawana nanta rằng kusala chawana che wa heti mạnh cha phalata yama beti kriya chawana nanta rằng kriya chawana arahata phalanh cha áp bề tị. Ở đây tức khắc theo sau một trái quá ná với thọ hỷ, một trái quá ná appana sát na định với thọ hỷ ắt sẽ khởi phát, sau một trái quá ná đồng phát sanh với thọ xả, một trái quá ná appana liên hợp với thọ xả ắt phát sanh. Ở đây cũng vậy, một trái quá ná appana thiện sẽ nối tiếp theo sau một trái quá ná thiện, và trong trường hợp chứng ngộ Samma Patti sẽ tạo duyên cho ba quả thấp hơn. Khởi phát, sau một trái quá ná hành sẽ có một trái quá ná hành và quả A-la-hán nối tiếp. Đoạt tình sa su kha bùn nhàm hà đoà đa sổ bay kha ca pa rằng su khi ta kri ya tổ a tha cha sam phồn ti u bay kha ca. Sau tâm thiện có ba nhân ti hề tu ca liên hợp với thọ hỷ, 32 loại tâm khởi phát, 4 thiện sắc, cộng 28 thiện siêu thế. Sau tâm thiện có 3 nhân, liên hợp với thọ xả, 12 loại, 1 ngũ thiền sắc, cộng 4 thiền vô sắc, cộng 7 thiền siêu thế. Sau tâm hành có 3 nhân, liên hợp với thọ hỷ, 8 loại, 4 thiền duy tác sắc, cộng 4 thiền A-la-hán quả. Và sau tâm hành có 3 nhân, liên hợp với thọ xả có 6 loại tâm, 1 ngũ thiền sắc cộng 4 thiền vô sắc cộng ngũ thiền A-la-hán quả. Bu thu cha na na sách khả năng ca ma bùn nhà hệ tu tổ ti hệ tu ca ma kri ya tổ vi ta ra ga năng áp pa na ayame tha ma no đoà rê vi thi chít tap bhavatinayo. Đối với hạng phàm nhân và hạng còn phải tu tập xê khắc, tâm quả appana phát khởi sau tâm thiện có ba nhân thuộc dục giới, nhưng đối với những vị không còn tham ái là sau tâm hành thuộc dục giới. Đây là phương cách diễn tiến của tiến trình tâm phát sanh qua ý môn. Dạ con đã đọc bài xong, con kính tri ân thầy kinh. Dạ cảm ơn chị Nhật Quỳnh đã post bài, cảm ơn đạo tràng đã lắng nghe. Dạ xin mời Hồng Mai ạ. Alo, dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, Sư Pháp Trang, con kính chào Thầy Kinh, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc bài ạ. Đoạn 1. Appana cha wa na wa về pa na vi phù tà về đồ nát thí. Ta thà ta đà làm ba nấp tà đồ chá. Trong phương cách diễn tiến của cha quá ná appana, tuyệt đối an trụ, không có sự phân biệt giữa sáng và tối,
cùng thế ấy không có tâm quả đăng ký na cảnh. Tất tha hi nhà na sầm ta yut ta cà mà quá cha ga cha quá nà nằng áp thành nằng ảnh nhá ta ga smin ta ghi cầm múc ba cha gà nú lồ má gồ tra phù nà mê na chất túc khách tùm tí khách tú mê quá hòa giá thà kha măng úp bách chí tòa ní rút thề a ta đá nằm ta ga mê quá giá thà ra hằng cha tút thằng bành cha măng và chấp bì sát ti ma hát gá ta lô cút ta ga cha quá mê su giá thà phi nì hà ra quá sề na dằng kinh chí cha quá nằng ấp ba nà vì thi mô ta ga tí ta tổ ba rằng áp ba na wa sa nề pha hoàng gia bà tổ wa hồ tí. Trong trường hợp này, bất luận tâm nào trong tám cha wa na thuộc dục giới liên hợp với tri kiến khởi sanh theo thứ tự ba hoặc bốn lần như chặt tâm, chuẩn bị, tác ý cam má, cận hành upachara, thuận thứ, anuloma và chuyển tánh gotrafu. Tức khắc, sau khi những tâm này chấm dứt, trong chập thứ tư hay thứ năm, tùy trường hợp, bất luận tâm cháu quá ná nào trong 26 loại tâm cao thượng, thiền và siêu thế nhập vào tiến trình thiền, tùy hợp theo sự cố gắng thích ứng. Dạ, con đã đọc bài xong ạ. Dạ, con kính tri ân thầy Kinh. Kính cảm ơn chị Nhật Quỳnh đã post bài. Cảm ơn đạo tràng lắng nghe. Dạ, con xin xuống mic, xin nhường cho vị kế tiếp ạ. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính đảnh lễ sư Pháp Trang, con xin kính chào thầy Kinh, con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc bài ạ. Đoạn 2. Manut Dware Vi Thi Chittap Bhavatina Yo. Tiến trình tâm khởi pháp xuyên qua ý môn. Manut Dware Phana Yadi Quy phù ta mà làm ba năng a pha tham a gat chát tít ta tổ pha rằng pha quan ga cha la na ma nốt đoà ra quách cha na cha wa na qua sa nê ta đà rằm ma na pha ca ni pha quát tành ti ta tổ pha rằng pha quan ga pha tổ a quy phù tê pha na làm ba nê cha wa na wa sa ne pha wan ga pha to wa ho ti na thi ta da lam pa nu pha do ti. Trong ý môn, khi một đối tượng sáng nhập vào bằng đường lối này, tâm quả đăng ký khởi phát. Khi chập phá quan gá dao động, ý môn hướng tâm và cha wa na chấm dứt, sau đó chìm biến vào phá quan gá. Trong trường hợp một đối tượng tối có sự chìm biến vào phá quan gá, sau khi luồng chá quá ná chấm dứt mà không tạo điều kiện cho tâm quả đăng ký khởi sinh. Vít thi chít tà ni tì nề quá chít túc thà đà đà rê si rí tà vít thà rê na pha nét thề ca chát tà lì sa quy phà qua về ayametha parita cha hoàn na hòa rồ. Ba phương cách và 10 loại tâm khác nhau trong tiến trình tâm được dạy sẽ được giải thích rằng vào chi tiết có 41 loại tâm ở đây. Đây là phương cách diễn tiến của cha hoàn na phụ. Appanama vì thi chi tap bao quát tina yo, tiến trình tâm an chỉ. Atha so manap sa sa ha ga ta cha wa na nành ta rằng atha na pi so manap sa sa ha ga ta wa pa ti cành khi tap ba upekha sa ha ga ta cha wa na nành ta rằng upekha sa ha ga ta wa tát thà phi kusala cha wa na nành ta rằng kusala cha wa nành chê wa hết thi mành cha pha la ta yam map
ê ti quy già cha wa na nành ta rằng quy già cha wa năng arahat ta pha lành cha áp ê ti. Ở đây tức khắc theo sau một cha wa na với thọ hỷ, một cha wa na áp thá na sát na định với thọ hỷ hắc sẽ khởi pháp, sau một cha wa na đồng phát sanh với thọ xả, một cha wa na áp thá na liên hợp với thọ xả áp phát sinh. Ở đây cũng vậy, một cha wa na áp thá na thiện sẽ nối tiếp theo sau một cha wa na thiện, và trong trường hợp chứng ngộ samma patti sẽ tạo duyên cho ba quả thấp hơn khởi phát. Sau một cha wa na hành sẽ có một cha wa na hành và quả a la hán nối tiếp. Đoát tình ta su kha phun nhầm hà đoà đa sô bích kha kha pha rằng su khi ta kriya tổ át tha cha sam phun khi u bích kha kha. Sau tâm thiện có ba nhân ti hề tu ca liên hợp với thọ hỷ 32 loại tâm khởi phát, bốn thiện sắc cộng 28 thiện siêu thế. Sau tâm thiện có ba nhân liên hợp với thọ xả 12 loại, một ngũ thiền sắc cộng 4 thiền vô sắc cộng 7 ngũ thiền siêu thế. Sau tâm hành có ba nhân liên hợp với thọ hỷ 8 loại, 4 thiền duy tác sắc cộng 4 thiền a la hán quả. Và sau tâm hành có ba nhân liên hợp với thọ xả có 6 loại tâm, một ngũ thiền sắc cộng 4 thiền vô sắc cộng ngũ thiền a la hán quả. U thút cha na na sách khả năng khả ma phun nhà ti hề tu tô ti hề tu ca ma quy gia tô quy ta ra gà năng áp tha na ayametha ma nốt đoà rê quỳ thi chi tắp ba quát ti na yô. Đối với hạng phàm nhân và hạng còn phải tu tập xê khác, tâm quả áp thá nà phát khởi sau tâm thiện có ba nhân thuộc dục giới, nhưng đối với những vị không còn tham ái là sau tâm hành thuộc dục giới. Đây là phương thức diễn tiến của tiến trình tâm phát sinh qua ý môn. Dạ, con đã đọc xong, con có sai, con xin thầy sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Ca Giá. Con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, con kính đảnh lễ Sư Pháp Trang, con kính lễ quý bà, quý cô, tu nữ, đạo tràng. Con kính lễ Thầy Kinh và con kính chào đạo tràng. Dạ, con xin đọc bài học hôm nay. Dạ, cảm ơn đạo tràng đã cho niệm từ biết tín hiệu âm thanh rõ. Dạ, bài đoạn 1. Appana chawana ware bana vi phu ta phê đô nát thi ta thà ta đà lâm ba nức bà đô chá. Trong phương cách diễn tiến của chawana, Appana tuyệt đối an trụ, không có sự phân biệt giữa sáng và tối, cùng thế ấy không có tâm quả đăng ký na cảnh. Tat tha hi nhà na sam ba vut ta ca ma wa cha ra cha wa na nang at than nang an nhá ta ris min ba ri cam mu ba cha ra nu lo ma go tra phu na me na cha tuk cat tum tik cat tum me wa gia tha thắc ca mằng u bách chít tò ni ru thề ta đa nằng ta ra mề qua gia thà ra hằng gia thà ra hằng. Dạ, cha tu thằng bành cha nằng hòa cha phi sa tí ma hắc ca ta lô cút
tara cha wa me su ya tha ping ni thao ra wa se na yang kinh chí cha wa nang appa na vi thi mô ta ra ti ta tô ba rằng appa na wa sang wa sa ne phá quăng ga bà tô quá hồ tí. Trong trường hợp này, bất luận tâm nào trong tám chavanas thuộc dục giới liên hợp với tri kiến khởi sanh theo thứ tự ba hoặc bốn lần như chập tâm chuẩn bị, parikamma cần hành, upachara thuần thủ, anuloma và chuyển tánh, gotrapu. Tức khắc sau khi những chập tâm này chấm dứt, trong chập thứ tư hay thứ năm tùy trường hợp bất luận tâm cháo quá ná nào trong 26 loại tâm cao thượng thiền và siêu thế nhập vào tiến trình thiền tùy hợp theo sự cố gắng thích ứng. Dạ, con đã đọc bài xong, dạ con có sai. Mong thầy thiên và đạo tràng cũng sửa lỗi giùm con. Cảm ơn sức nhật quyền thật nhiều. Dạ, cảm ơn đạo tràng. Thì xin mời thanh hoàng Nam Mô Bổn Sư giá. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng và các cô tu nữ, con kính chào Thầy Tinh và kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc bài ạ. Em xin bài ạ. Đoạn 1. Appana Appana Chakwana Vare Pana Vifuta Phê Đô Na Thị ta đà nam lam ba nu pa đô cha. Trong phương cách diễn tiến của cha quán á appana tuyệt đối an trụ, không có sự phân biệt giữa sáng và tối, cùng thế ấy không có tâm quả đăng ký na cảnh. Ta tha hi nành nhà na sam pa chút ta ca ma wa cha ra cha quan na nang a tha nang anh nhà ta ra mình parika cam mut pa cha ra nu lo ma go cha phu na me na cha tuk kha tùng ti kha tu me wa và gia tha cam mang upachitva nirutthe tamanan ta ra me wa gia tha ra hằng cha tu thằng bành cha mang và cha pi sa ti mahaka ta lô cú ta ra cha qua nề su gia ta phi ni hà ra qua sê na yang kinh chi cha qua nặng apa na quy thi mô ta ra ti ta tô ba rằng apa na qua sa nề pha quan ga pa tô qua hồ ti. Trong trường hợp này, bất luận tâm nào trong tám cha qua ná thuộc dục giới liên hợp với tri kiến bởi sanh theo thứ tự ba hoặc bốn lần như chặt tâm chuẩn bị parikama tận hành cận hành upachara thuận thứ anuloma và chuyển tánh gotrapu. Tức khắc sau khi những chặt tâm này chấm dứt, trong chặt tâm thứ tư hay thứ năm tùy trường hợp bất luận tâm trả hoa ná nào trong 26 loại tâm cao thượng thiền và siêu thế nhập vào tiến trình thiền tùy hợp theo sự cố gắng thích ứng. Dạ con đã đọc xong ạ, con
Con sai, con xin quý đạo hữu sửa cho con xin xuống mic ạ. Xin mời vị kế tiếp ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam Sang Kha Giá. Dạ con xin đảnh lễ sư Trí Đức, sư Pháp Trang, quý sư, quý cô tư nữ, kính chào thầy Kiên cùng toàn thể đạo tràng. Dạ con xin đọc bài ạ. Đoạn 2. Mano Đoà Rê Quỳ Thí Chí Tấp Bá Quách Tí Na Dô. Tiến trình tâm khởi phát xuyên qua ý môn. Mano đoà rê ba na gia đi quý phù ta mà lầm ba nằng à bà thầm à gắt cha tí ta tổ ba răng phá hoàn gắt cha la na ma nô đoà ra quá cha na cha wa na wa sa nê ta đà rầm ma na bà ca ni ba quát tàn tí ta tổ ba rằng pha hoàn gá bà tổ a quý phù tề ba nà lầm ba nề cha quá nà quá xà nề pha hoàn gá bà tổ quá hồ tú quá hồ tí nát thi ta đà lầm ba núp bà đồ tí. Trong ý môn, đối tượng sáng nhập vào bằng đường lối này, tâm quả đăng ký khởi phát khi chập phá quanh gá dao động, ý môn hướng tâm và cháu quán á chấm dứt, sau đó chìm biến vào phá quanh gá. Trong trường hợp một đối tượng tối có sự chìm biến vào phá quanh gá sau khi luồng cháu quán á chấm dứt mà không tạo điều kiện cho tâm quả đăng ký khởi sanh. Quỳ thi chít tà ní tì nề quá chít túc bà đà ta sê ri ta quý thà rê na pa nét thề ca chát ta lì sao quý phà quá dề a ya mét thá ba rít ta ya cha wa na wa rô. Ba phương cách và 10 loại tâm khác nhau trong tiến trình tâm được dạy sẽ được giải thích rằng vào chi tiết có 41 loại tâm ở đây. Đây là phương cách diễn tiến của cháu quán á phụ. Appana quỳ thi chíp tấp pa quát tí na dồ. Tiến trình tâm an chỉ. Tát thá sô ma na sa sa ha gá ta cháu quán nà nành ta rằng Appana bi sô ma na sa sa ha gá ta quá bà tí cành khi tấp bà u bét khà sa ha Sahagata cha wa na nan ta rang ubekha sahagata wa tattha bikusala cha wa na nan ta rang kusala cha wa nan che wa hetthi man cha phalat tayamabeti kriya cha wa na nan ta rang kriya cha wa nan arahata phalan cha abeti. Ở đây tức khắc theo sau một cha wa na với thọ hỷ, một cha quán á appana sát na định với thọ hỷ ắt sẽ khởi phát. Sau một cha quán á đồng phát sanh với thọ xả, một cha quán á appana liên hợp với thọ xả ắt phát sanh. Ở đây cũng vậy, một cha quán á appana thiện sẽ nối tiếp sau một cha quán á thiện, và trong trường hợp chứng ngộ sammāpatti sẽ tạo duyên cho ba quả thấp hơn khởi phát. Sau một cháu quá ná hành sẽ có một cháu quá ná hành và quả A-la-hán nối tiếp. Đoát tình xá khu phá bùn nhầm hà đòa đá sô bét khá cà bá răng su khi ta kri ya tô ách tha cha sầm phồn tí ú bét khá cà. Sau tâm thiện có ba nhân tí hề tú cá liên hợp với thọ hỷ
32 loại tâm khởi phát, 4 thiện sắc cộng 28 thiện siêu thế. Sau tâm thiện có 3 nhân liên hợp với thọ xả, 12 loại, 1 ngũ thiền sắc cộng 4 thiền vô sắc cộng 7 ngũ thiền siêu thế. Sau tâm hành có 3 nhân liên hợp với thọ hỷ, 8 loại, 4 thiền duy tác sắc cộng 4 thiền A-la-hán quả. Và sau tâm hành có 3 nhân liên hợp với thọ xả, có 6 loại tâm, 1 ngũ thiền sắc cộng 4 thiền vô sắc cộng ngũ thiền A-la-hán quả. Bút thúc chân nà ná sát khà năng cà mắp bùn nhà tí hề tú tổ tí hề tú cà mắc rí giá tổ quý tá rà gà năng ấp bá nà Ayamet Thamano Đòa Rê Quỳ Thí Chí Tắp Bá Quách Tí Na Dô. Đối với hạng phàm nhân và hạng còn phải tu tập, sơ khá, tâm quả ấp bá nà phát khởi. Sau tâm thiện có 3 nhân thuộc dục giới, nhưng đối với những vị không còn tham ái là sau tâm hành thuộc dục giới. Đây là phương cách diễn tiến của tiến trình tâm phát sanh qua ý môn. Dạ con đã đọc bài xong và cảm ơn cô Nhật Huỳnh đã post bài. Dạ con xin cô Trần Đạo ạ. Dạ Nam Mô Bích Tha Giá Thu Thâm Mai Giá Nam Mô Sang Kha Giá. Con kính lĩnh lễ Thượng Tọa Trí Đức Lễ Đức Pháp Trang cùng Thiếu Tôn Đức Tăng. Kính chào Thầy Kinh, kính chào quý anh chị trong đầu tràng. Cảm ơn chị Nhật Quỳnh, chị Nước Ta, chị Nguyễn và Châu Nguyễn cho biết tín hiệu nghe rõ. Con xin đọc đoạn 1. Ba mà cha quá nà quá rề ba ná vi bù tà vi bù ta bề đồ nát thí ta thà ta đà lầm ba nút bà đồ chá. Trong phương cách diễn tiến của cha ba ná ấp ba nà tuyệt đối an trụ, không có sự phân biệt giữa sáng và tối, cùng thế ấy không có tâm quả đăng ký na cảnh. Tát tha hi na na sam ba yut ta ka ma wa cha ra cha wa na nang at tha nang anya tara tarasmin bari cầm mũ ba chà ra mũ lồ má vù trắc bù nà mề ná cha túc khá khắc tùm tích khắc tùm nề quá và gia thà cầm măng vô ba chích tòa ní rút thề ta đá nằng ta ra mề quá gia thà ra tăng ra hằng cha túc thằng bằng cha mành hòa cha bì sa tí ma ha ga ta lô cút ta ra cha quá nề su cha thà bi ni hà ra quá sề na dặn kinh chí cha quá nặng ấp ba na quỳ thí mù ta ra tí ta tô bà rằng ấp ba nà và xà nề ba quần gá bà tô quá hồ tí. Trong trường hợp này, bất lượng tâm nào trong tám cha ba na thuộc dục giới liên hợp với tri kiến khởi sanh theo thứ tự ba hoặc bốn lần như chập tâm chuẩn bị ba rít cầm má cận hành u ba cha ra thuận thứ anu lô má và chuyển tánh vô tra bù tức khắc sau khi những chập tâm này chấm dứt trong chập tâm thứ tư hay thứ năm tùy trường hợp bất luận tâm cháu ná nào trong 26 loại tâm cao thượng thiền và siêu thế nhập vào tiến trình thiền tùy theo sự cố gắng thích ứng. Dạ cảm ơn chị Nhật Minh đã post bài ạ. Dạ con xin gửi mít lại cho đạo tràng.
Dạ, con có đọc sai gì xin đạo tràng sửa cho con ạ. Dạ, con xin gửi nhắc lại cho đạo tràng. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ ngài chư đức và con kính chào thầy kinh và chào đạo tràng. Con xin phép được đọc bài. Đoạn 2. Manu đò rê vít thí chí tắp pháp quát tít ná vô tiến trình tâm khởi phát sinh qua ý môn. Manu đò rê phá ná dà tí quý phù tám mà lần phá năng áp phà thần á cách chá tí tá tù phá răng phá hoàn gá chá lá ná manu đò rà quá chá ná Chana-na-wa-sa-ne Tadarang-ma-na-pa-ka-ni-pa-wat-tan-ti Tato-pa-rang-pa-wan-ga-pa-to-a-wi-pu-te-pa-na-lam-pa-ne Chawa-na-wa-sa-ne-pa-wan-ga-pa-to-wa-ho-ti Nap-ti-tada-lam-pa-nup phát đồ tín. Trong ý môn, khi một đối tượng sáng nhập vào bằng đường lối này, tâm quả đăng ký khởi phát. Khi chập phát quan gá dao động, ý môn hướng tâm và chá quá ná chấm dứt, sau đó chìm biến vào phát quan gá. Trong trường hợp một đối tượng tối có sự chìm biến vào phát quan gá, sau khi luồng chá quá ná chấm dứt mà không tạo điều kiện cho tâm quả đăng ký khởi sanh. Vithi chitta ni ti ne wa chituppada da serita vitha rena panette kakatta li sao vipavaye ayametha paritta chavana waro. Ba phương cách và 10 loại tâm khác nhau trong tiến trình tâm được dạy sẽ được giải thích rằng vào chi tiết có một loại tâm ở đây. Đây là phương cách diễn tiến của chá quá ná phụ Appana Vithichittapavattinnayo, tiến trình tâm an chỉ. Tathaso manassa sahagata chá quá ná nantaram Appana piso manassa sahagata wa pa tikan kitappa upakha saha gata chawana nanda rang pekha saha gata wa tatha pi kusala chawana nanda rang kusala chawana che wa het thin man chapa latta yap map pe ti Kriya chawana nanta rang ki Kriya chawana aratha tapalang na cha apeti. Ở đây tức khắc theo sau một chawana với thọ hỷ, một chawana appana sát na định với thọ hỷ ắt sẽ khởi phát. Sau một chawana đồng phát sanh với thọ xả, một chawana appana liên hợp với thọ xả ắt phát sanh. Ở đây cũng vậy, một chá quá ná appana thiện sẽ nối tiếp sau một chá quá ná thiện, và trong trường hợp chứng ngộ sammapatti sẽ tạo duyên cho ba quả thấp hơn khởi phát. Sau một chá quá ná hành sẽ có một chá quá ná hành và quả a la hán nối tiếp. Trotin sa sukkapunyan ha dwa dasu pe Kaka parang sukita kriyato tatya samponti upekka. Sao tâm thiện có ba nhân ti he tukka liên hợp với thọ hỷ. 32 loại tâm khởi phát 4 thiện sắc cộng 28 thiện siêu thế. Sao tâm thiện có ba nhân liên hợp với thọ xả 12 loại
một ngũ thiền sắc cộng bốn thiền vô sắc cộng bảy ngũ thiền siêu thế. Sao tâm hành có ba nhân liên hợp với thọ hỷ, tám loại bốn thiền di trác sắc và bốn thiền a la hán quả. Và sao tâm hành có ba nhân liên hợp với thọ xả, có sáu loại tâm ngũ thiền sắc cộng bốn thiền vô sắc cộng ngũ thiền a la hán quả. Puttucchanana sekanang kamma punya ti he tu to ti he tu kamma viyato vitaraganang apana aya metta mano dore viti chitappa vatti nayo. Đối với hạng phàm nhân và hạng còn phải tu tập sekka, tâm quả apana phát khởi. Sao tâm thiện có ba nhân thuộc dục giới, nhưng đối với những vị không còn tham ái là sao tâm hành thuộc dục giới. Đây là phương cách diễn tiến của tiến trình tâm phát sanh qua ý môn. Dạ, con kính tri ân thầy và con kính tri ân đạo tràng. Nam mô Bụt Tha. Dạ, một lần nữa con thành kính lãnh lễ chư tôn đức Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, còn vị nào đọc nữa không? Xin mời đưa bàn tay ạ. Dạ, thời gian là quý báu, kính mời bàn tay quý vị ạ. Hồi nãy Hồng Mai đọc chưa? Hồng Mai ơi. Ồ, còn mình Nhật Quỳnh hả? Châu Nguyễn đọc chưa? Đọc phải không? Chị thôi, Nhật Quỳnh đọc trước rồi Châu Nguyễn đọc sau ạ. Dạ, dạ, con xin được ông bài đoạn 1. Áp ba na cháu ba na quà rê ba na quý phụ ta phê đô nát thê ta thà ta đà lâm ba nức ba đô chát. Trong phương cách diễn tiến của cháu ba na áp ba na, tuyệt đối an trụ, không có sự phân biệt giữa sáng và tối. Cùng thể ấy không có tâm quả đăng ký na cảnh. Ta tha hê nhà ta sam ba yut ta ka ma qua cha ra cha qua na năng a thằng năng anh nhất ta ra min ba đi cầm mục bắc cha ra nu lơ ma gót ra phù na mê na chắc tức khát tùm khát tùm tích khát đu mê qua hòa gia thạc ca măng ấp bát chít tòa đi ruột thề ta đã nằm ta ra mê qua gia thà ra hằng chất tốt thằng bành cha măng qua chất bị sát tích ma hát gia ta lỡ cốt ta ra chắc quắc nề sư gia thà phi nì hà quắc ra sề đa dằn kình chi cha quanh năng áp ba na quỳ thi mô ta ra tích ta tờ ba rằng áp ba na qua xà nề pha quanh gáp ba tờ qua hồ tích. Trong trường hợp này, bất luận tâm nào trong tám cha quanh nát thuộc dục giới liên hợp với suy kiến khởi sanh theo thứ tự ba hoặc bốn lần như chặt tâm chuẩn bị parikamma cận hành upachara thuận thứ anuloma và chuyển tánh gotrafu tức khắc sau khi những chặt tâm này chấm dứt trong chặt tâm trong chặt thứ tư hay thứ năm tùy trường hợp bất luận tâm cháu quá ná nào trong 26 loại tâm cao thượng thiền và siêu thế chặt vào tiến trình thiền tùy theo sự cố gắng thích ứng. Nam mô Bụt Tha. Dạ,
Dạ, ta chấm dứt đoạn 1. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức như bình kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, con xin được xuống mít. Dạ, còn vị nào xin mời bàn tay ạ. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khả Giá. Dạ thưa con Châu Nguyễn ạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính đảnh lễ sư Pháp Trang, con kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh, con kính lễ chư tôn đức tăng ni, con kính chào thầy kinh và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con cảm ơn đạo tràng đã cho con biết tín hiệu, con xin phép được đọc bài. Cô Nhật Huỳnh ơi, con có thể kéo ở phía trên con đọc cũng được, con cảm ơn cô. Cô khỏi mắc công ạ. Dạ con xin phép được đọc bài ạ. Đoạn 2. Mano đà rê quy thí chít tá pa quá tí ná dô. Tiến trình tâm khởi phát xuyên qua ý môn. Mano đà rê pa ná giá đi quý phù tá mà làm ba năng. À bà thầm à gác cha tí. Ta tổ pa ràng phá hoành gá cha la ná mano đà ra. Quá cha ná cha quá nà quá xà nề ta đà rằm. Ta ni pa quá tàn tí. Ta tổ ba răng phá hoành gá bà tô. A quý phù tệ ba nà lầm ba nề. Cha quá nà quá xà nề phá hoành gá bà tô. Quá hù tí nát thi ta đà lầm ba núp bà đồ tí. Trong ý môn, khi một đối tượng sáng nhập vào bằng đường lối này, tâm quả đăng ký khởi phát khi chập phá quan gá dao động, ý môn hướng tâm và trả quá ná chấm dứt. Sau đó chìm biến vào phá quanh gá. Trong trường hợp một đối tượng tối có sự chìm biến vào phá quanh gá sau khi luồng trả quá ná chấm dứt mà không tạo điều kiện cho tâm quả đăng ký khởi sanh. Quỳ thí chít tà ní tì nề quá chít túc bà đà đá xề rí tà quý thà rề nắp bá nét thề cá chát tà lì sa quý phà quá dề. Ayamettaparita Chawana, Chawana Waro. Ba phương cách và 10 loại tâm khác nhau trong tiến trình tâm được dạy sẽ được giải thích rằng vào chi tiết có 41 loại tâm ở đây. Đây là phương cách diễn tiến của Chawana phụ. Appana vi thichitta pavattinayo, tiến trình tâm an chỉ. Tathaso manasasahagata Chawana Chawana nàng ta rằng Appana biso manas Sasahagata wappa tikan khitappa Upekha sahagata Chawana nàng ta rằng Upekha sahagata wa Tattha bikusala chawana nàng ta rằng Kusala chawana chê wa het thiman Chafalataya mắc bề tí Kriya Chawana nàng ta rằng Kriya Chawana Arahatta Phalan cha áp bề tí. Ở đây tức khắc theo sau một Chawana với thọ hỷ, một Chawana Appana sát na định với thọ hỷ ác sẽ khởi phát. Sau một Chawana đồng phát sanh với thọ xả, một Chawana Appana liên hợp với thọ xả ác. Ở đây cũng vậy. Một Chawana Appana thiện sẽ nối tiếp theo sau một Chawana thiện và trong trường hợp chứng ngộ Sammapatti sẽ tạo duyên cho ba quả thấp hơn khởi phát. Sau một Chawana hành sẽ có một Chawana hành và quả A-la-hán nối tiếp. Đoạt tình sa su kha bùn nhầm hà đà đá sô bách khá ca ba răng su khi ta kriya tô ác tha cha sam phòn ti u bách khá ca. Sau tâm thiện có ba nhân tí hê tú cá liên hợp với thọ hỷ, 32 loại tâm khởi phát, 4 thiện sắc cộng 28 thiện siêu thế. Sau tâm thiện có ba nhân liên hợp với thọ xã, 12 loại, 1 ngũ thiện sắc cộng 4 thiện vô sắc cộng 7 ngũ thiền siêu thế. Sau tâm hành có 3 nhân liên hợp với thọ hỷ, 8 loại, 4 thiền duy tác sắc cộng 4 thiền A-la-hán quả. Và sau tâm hành có 3 nhân liên hợp với thọ xả, có 6 loại tâm, 1 ngũ thiền sắc cộng 4 thiền vô sắc
cộng ngũ thiền a la hán quả. Buddhocha na nasakha nang ka ma punya ti he tu to ti he tu ka ma kriya to vitara ga nang appana ayamethamano dare vidhichittapavattina yo. Đối với hạng phàm nhân và hạng còn phải tu tập sê khá, tâm quả appana phát khởi sau tâm thiện có ba nhân thuộc dục giới. Nhưng đối với những vị không còn tham ái là sau tâm hành thuộc dục giới. Đây là phương cách diễn tiến của tiến trình tâm phát sanh qua ý môn. Dạ thưa, con đã đọc xong ạ, con đọc có sai, con nhờ thầy sửa giùm con. Dạ con xin phép được xuống mít, con kính dâng mít lại cho đạo tràng ạ. Rồi, xà thứ, xà thứ. À, chắc xong hết hả? Mà còn ai đọc nữa không? Alo, nghe rõ không? Alo. Ok, à, cảm ơn quý vị. Rồi, giờ chúng ta đi học, vô học cái bài lộ ý môn cận tử. Đi cái chữ này ra. Lộ ý môn cận tử. Bài kia để đi, bài kia để ghi tới học lại, học lại bài này đó. Giữ đi. Mình bị nhảy nhảy bài, giờ học lại cái này ha. Cái phần ghi chú thôi, bỏ đi, giờ học lại. Học lại cái này, để cái kia để đó, học lại sao. Giờ đi về, cái trở về cái bài bị sót, nhảy, bị nhảy, sót. Giờ học lại lộ ý môn cận tử. Cái kia mới học lại, cũng khó, học lại lần nữa cũng tốt thôi ha. Đi sao nhảy cái, mất cái nguyên cái bài lỗi môn cận tử, lộ tục sinh như mất tiêu trên. Rồi ha, lỗi môn cận tử là cái lộ tâm mà thuộc về bên trong nội phận của mình trước khi chết, tức là giờ phút cuối cùng trước khi chết. Nó cũng giống lộ ngũ môn ha, nếu như lộ ngũ môn cận tử nhưng mà nó thuộc về ý, nhưng mà nó không có qua mắt tai mũi lưỡi, không có qua nghe qua thấy vậy. Thì như vậy trong cái lỗi môn cận tử này có hai, có hai hai chấm. Một, sát na chót có na cảnh, có hộ kiếp hoặc không rồi tử. Sát na chót có na cảnh, có hộ kiếp hoặc không. À, ghi gì đây, ghi một là sát na chót có na cảnh rồi tử. Vậy trước đi ha. Sát na chót có na cảnh rồi tử. Sát na chót có na cảnh. Bỏ cái chữ có hậu kiếp ra đi. Bỏ cái chữ đó ra. Bỏ cái chữ có hậu kiếp ra. Sát na chót có na cảnh rồi tử. Rồi bây giờ A nhỏ, tức là bây giờ nó mới phân hai loại không. A nhỏ động lực, na cảnh, hộ kiếp và tử tâm. Đó là A nhỏ, động lực, na cảnh, hộ kiếp, tử tâm. À, tức là ở đây có hộ kiếp vô ha, tức là động lực, na cảnh, hộ kiếp, tử tâm. Rồi B nhỏ, động lực, na cảnh, tử tâm, tức là không có hộ kiếp vô. Thì như vậy sát na chót có na cảnh tử thì có hai loại, loại động lực na cảnh có hộ kiếp rồi mới tử, loại thứ hai là động lực na cảnh rồi tử. Đó là hai cách. Rồi, hai bạn thành mới chưa? Chưa? Ghi ghi lại rõ ràng chưa? Rồi, tới số 2.
Tháng là chót, động lực. Rồi tử. Số 2, sát na chót, động lực, rồi tử. Rồi, cái dòng ha, A nhỏ, tức là cái này nó cũng có hai loại ha, A nhỏ, động lực, hộ kiếp, tử tâm. B nhỏ, động lực, tử tâm. Động lực, hộ kiếp, tử tâm. B nhỏ, động lực, tử tâm. À, xuống dòng. Như vậy có tất cả bốn loại môn cận tử. Như vậy có tất cả bốn loại môn cận tử. Rồi, trong cái số 1 là sát na chót có na cảnh. Rồi tử thì phân ra làm hai loại, hai lộ tâm. Lộ có hộ kiếp và tử, động lực na cảnh, hộ kiếp và tử. Rồi động lực na cảnh tử. À, là cái thứ nhất là có na cảnh, thứ hai là không có na cảnh, tức là động lực hậu kiếp tử, động lực tử. À, thì như vậy tất cả chúng ta có được là bốn lộ ý môn cận tử, là bốn lộ mà cuối cùng của cuộc đời ha, là bốn lộ ý môn cận tử. Chưa ghi kịp chưa quý vị ơi? Alo, từ từ làm sao mà từ từ đây. Đang chép ha, rồi chép đây, ghi lại đây, ghi cho rõ cho mẹ để ta lộn xộn. Là cái lộn cận tử ý môn thì cho chúng ta có hai loại, mà mỗi loại có hai là hai lộ tâm, mỗi loại có hai lộ tâm, rồi mình có bốn, có tất cả bốn loại ý môn cận tử. Nó chậm chậm chết chậm chết ha. Rồi xuống dòng lộ tâm hai chấm, bắt đầu mình đi vô chi tiết ha. Lộ tâm hai chấm, số một sát na chót na cảnh mở ngoặc có hậu kiếp hoặc không, đóng ngoặc lại. Rồi tử, sát na chót có na cảnh mở ngoặc có hậu kiếp hoặc không, đóng ngoặc lại. Rồi tử. Rồi, xuống dòng A nhỏ. Hậu kiếp. Chữ hát. Ừ. Dòng A nhỏ, hậu kiếp. Rung động. Dứt dòng, kháng ý môn. Hậu kiếp, rung động. Dứt dòng, kháng ý môn. Ghi lại, rõ ràng lại. Ghi xuống, khen môn bỏ xuống cho nó đẹp được. Khen môn, rồi. Năm động lực, năm cháu quá ná. Năm cháu quá ná. Hai na cảnh. Hai na cảnh. Rồi, hậu kiếp. Hậu kiếp sang vô, hậu kiếp.
Rồi, đó là cái lộ chót có na cảnh rồi có hồn kiếp xen vô, ghi lại ghi ngang ra, ghi hàng ngang ra. Hồn kiếp rung động dứt dòng kháng môn, năm động lực, hai na cảnh, hồn kiếp tử, vĩnh biệt ha, tới đây là vĩnh biệt. Rồi, đúng rồi đó, đó là cái lộ cuối cùng của cuộc đời mà với chót có na cảnh và hồn kiếp. Thì chúng ta nên hiểu rằng khi mà nó diễn tiến tới cái tử rồi đó thì liền sau đó là tục sinh đâu liền ha, liền sau đó là tục sinh, là chúng ta chờ nó học tiếp cái phần tục sinh thì mình sẽ thấy luôn cái này ha, rồi tử rồi tục sinh hậu kiếp lại liên tục nữa ra để sống mới tiếp. Thì cái tâm mà không bây giờ nó ngừng nghỉ, nó liên tục sanh diệt liên tục không có ngừng nghỉ. Đó là cái một a, là cái a nhỏ, rồi cái b nhỏ cũng giống vậy ha, hậu kiếp rung động dứt dòng kháng môn ngũ năm động lực, hai na cảnh tử, tức là không có hồn kiếp vô, bỏ hồn kiếp ra. Hồn kiếp rung động dứt dòng kháng môn năm động lực, hai na cảnh tử. Rồi lúc này nó không có hồn kiếp, bỏ hồn kiếp ra. Rồi B, hai cái mình thấy rõ ràng có cái sự khác biệt không? Một cái thì có hồn kiếp, một cái thì không có hồn kiếp rồi tử. Hai cái rõ ràng chúng mình có thấy không? Rồi xong chưa cô Nhật Quỳnh, cô Meta chết xong chưa? Sát na chót có na cảnh, có hộ kiếp hoặc là không là tử, xong ha. Rồi bây giờ xuống dòng ha, mình ghi sát na hai chấm. Bây giờ có bao nhiêu sát na đây quý vị ơi? Cô Nhật Quỳnh trả lời coi bao nhiêu sát na, cô Meta trả lời coi. 1A có bao nhiêu sắc na? 1A, 1B có 2 bao nhiêu sắc na? Còn nhớ không? Còn nhớ cách lấy không? Bắt đầu từ kháng y môn ha, hộ kiếp bỏ, hộ kiếp không tính, tức là lấy tâm khách quan, tâm khách ngoài vô mới tính ha. Tâm chủ thì không tính. Rồi bắt đầu từ kháng y môn thì chúng ta có được bao nhiêu sắc na? 8 sắc na, đúng rồi, chính xác ha, là kháng y môn là 1, 5 động lực là 6, 2 là cảnh là 8. À, như vậy sắc na chúng ta có 8 sắc na. 8 sắc na tâm khách, 8 sắc na tâm khách. Kháng y môn, 5 động lực, 2 là cảnh. Rồi. Quý vị nắm được không ạ? Alo, quý vị khác có nắm được không? Cho biết đi. Rồi, tới thứ tâm, hai chấm. Bây giờ có bao nhiêu thứ tâm đây? Ta cho mình biết là có 32 thứ tâm. 32 thứ tâm. 32 thứ tâm khách. 32 thứ tâm khách. 32 thứ tâm khách. Rồi. Kháng y môn có không? Kháng y môn có không? Kháng y môn có không? Alo. Có, đúng rồi, xa thứ có không? Gì vậy? Cái môn có ha, một. Rồi bây giờ năm cái động lực ha, năm cái động lực thì gồm có những loại tâm nào đây? Năm động lực có những loại tâm nào? 12 bất thiện có không? 12 bất
thiện có không? Có luôn, rồi ok, 12 bất thiện có làm động lực ha. Rồi 9 đại thiện có không? 8 đại thiện có không? 8 đại thiện có không? Đó. 8 di tác có không? Trật nha, di tác có là trật nha. Nhớ là cái này để ý nô nha. Bởi vì này tâm này thuộc về có na cảnh nha. Có na cảnh đó là chỉ bậc di tác không có cái vụ na cảnh sang sang vô đó. Hưởng dục mới có những cái thứ mà lộn xộn thôi vô. Tức là 12 bất thiện có, 8 đại thiện dục giới có, đúng không? Bao nhiêu rồi? Thì mình ghi 12, 8 đại thiện dục giới là 20 phải không? 8 thì 20. Rồi na cảnh. Na cảnh có na cảnh gồm bao nhiêu đây? Na cảnh có, cô Dung cho là 11. 11 na cảnh là những tâm nào đâu quý vị? Cô Nhật Quỳnh đâu? 11 na cảnh là tâm gì đấy? Ba tâm quan sát, rồi gì nữa? Tám đại quả, xà thú giỏi vậy ta. Rồi ha, như vậy là mình có được là, giờ mình ghi lại ha, ghi lại ha, kháng với môn là 1, 12 bất thiện là 2, 8 đại thiện là 3, 11 năng cảnh là 4. Là bốn phần ha, thì mỗi phần là ví dụ một kháng y môn nè, rồi 12 bất thiện, 8 đại thiện dục giới, 11 na cảnh, tổng cộng là có 32, rồi trừ ra cái gì quý vị? Dục giới trừ ra cái gì đây? Tổng lực dục giới trừ cái gì? Di tác, đúng rồi, trừ di tác mà bao nhiêu tâm di tác đây, đố ai nói chúng? Chính di tác hay giỏi? Ồ, xà thú, xà thú, xà thú, chính di tác. À, chính di tác là gì ta? Chính di tác là tâm gì đấy? Alo. Di tác viết được sao ta làm được cái trời. Xin tiếu tố tám đại tố, đúng rồi, suy nghĩ nãy giờ mới ra ha, ráng lặng dữ nên nát óc luôn quên bài. Rồi bây giờ mình ghi như đại đâu rồi, thì 32 thứ đó, mỗi hoặc trừ 9 tâm di tác, từ chính tâm di tác, tám điện cộng ưng cũng bị thiếu. Đó, rõ ràng để chúng tôi không hiểu là tại sao nó chính di tác là gì. Rồi, như vậy là bây giờ kháng y môn là trong cái lộ tâm mình thấy kháng y môn có ha, là có tâm kháng y môn. Rồi năm cái động lực nè, là năm cái tâm, năm cái sát na làm việc động lực á, thì 12 trong bất thiện là nằm trong cái thuộc về động lực là có. 9 đại thiện nằm trong động lực là có luôn à, nhưng mà 9 di tác thì không có, 8 di tác với ưng của vị tiểu không có, bởi vì thuộc về tâm hoặc a la hán không có na cảnh ha. Rồi 11 cái tâm na cảnh thì 8 cái đại quả thiện cộng như vậy 3 cái quan sát làm việc na cảnh thì mình có 11. Rồi như vậy tổng số mình có 32 thứ tâm cách, thì là rõ ràng chưa nào? Rồi ok, chính xác ha. Rồi, quý vị có hiểu không ạ? Alo, có nắm được không? Alo. Xem 8 đại quả, đúng rồi đó. 8 đại quả thiện. Chính xác ha. 8
được không? Đi tiếp nha, nắm được là đi tiếp nha. Cô Nhật Quỳnh có trốn ngón tay hồi nãy giờ hỏi bạn thấy đâu trên trời. Có mặt không? Hiểu không? Hiểu không? Nắm được chưa? Quá phải không? Được không? Hiểu không? Dễ dạ, dễ dạ, dạ. Ủi. Rồi, à, sao không? Rồi, tới chặn. Chặn, mình có bao nhiêu chặn đây? Chặn có bao nhiêu chặn? Chặn xe lửa có được bao nhiêu chặn đây? Từ trong nhà bước ra có bao nhiêu chặn? Hồ kiếp rung động dứt dòng có phải là một chặn không quý vị? Hồ kiếp rung động dứt dòng có phải là một chặn không? Alo. Không, đúng rồi, bởi vì nó là nhà, nó là tâm chủ, nó là nhà. Bây giờ từ trong nhà bước ra là tâm khách sinh khởi. Khẳng với môn là một, đúng chưa, là một chặn. Năm động lực là hai chặn. Hai na cảnh là ba chặn. Rồi tử tâm có phải là chặn không quý vị? Tử tâm có phải là chặn không? Không luôn, ok, không luôn. Tại sao, tại sao, tại sao, tại sao? Là tâm hộ kiếp của thiện hữu giỏi quá ta. Xa thú, chính xác ha. Rồi, như vậy là chặn mình tổng kết có nhiều, có ba chặn. Đúng rồi, hồi kiếp là nhiều tử. Rồi, như vậy là mình có ba chặn ha. Khai môn, động lực, ma cảnh. Rồi, Châu ghi đúng rồi đó. Rồi. Rồi, về người. Người, mình có bao nhiêu hạng người để đi trong cái lộ tâm cận, cận tử mà có ma cảnh đây quý vị? Người, có bao nhiêu hạng người? Bốn hạng phàm có không? Bốn phàm phu có không? Khổ lạc nhị nhân tam nhân có không? Còn ai nữa không? Có không? Cô Hà có không? Cô Hà nó mất tiêu rồi. Rồi, có không? Cái toàn có là có không? Rồi, bốn phàm có không? Có đầy đủ na cảnh thì ba phàm có không? Rồi giờ bốn quả hữu học. Sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả có đủ luôn không? Alo. Sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả có không? Ba thánh quả trừ tứ quả ra. Đúng rồi, xà thú này quá giỏi mà. Hay quá. Tuyệt vời ha. Lớp học tuyệt vời. À, như vậy là tổng số mình có nhiều. Có bao nhiêu người đây? Có 7, đúng rồi, chính xác. Rồi người thì chúng ta có 7 hạng người. 4 phàm và 3 quả hữu học. 4 phàm và 3 quả hữu học. Rồi, sao thử không? Rồi giờ cõi. Cõi nè, mình học cõi mình biết có 31 cõi, nhưng mà giờ cái lộ tâm này, lộ tâm chót có hai cảnh nè, có mặt trong bao nhiêu cõi đây? Dục giới có không? Dục giới có không?
Có, đúng rồi, xà thủ. Rồi, sắc giới có không? Sắc giới có không? Sắc giới có không? Không, sắc giới không. Còn tại sao? Tại sao quý vị? Tại sao sắc giới không có? Không vì nai cảnh. Nai cảnh mà tại sao không có nai cảnh mà có sắc giới? Lý do tại sao? Nó hỏi mình lý do tại sao có sắc giới không, sắc giới vượt giới mà không có nai cảnh. Và gọi thiền, đúng rồi, nó thuộc về loại thiền, tâm thiền, nó chỉ là tâm nó thuộc về tâm thiền định, không có dư mót, chót mót, có gì đó ha. Không hưởng dư cảnh dư sót của cảnh dục, cho nên chỉ có ở cõi dục mà thôi. Thì như vậy cõi dục chúng ta có bao nhiêu? Bao nhiêu cõi dục đây? Alo, bao nhiêu cõi dục? Bao nhiêu? Thiện vũ 11, còn ai nữa không? 11. Rồi, chính xác ha, cõi chúng ta có 11 cõi dục giới. Na cảnh không có trên cõi thiền. À, mở ngoặc ha, na cảnh không có trên cõi thiền. Mở ngoặc lại. 11 cõi dục giới. Rồi, gom lại một cái cho nó vô một chỗ đi cô thư ký rồi. Sát na thứ tâm chặn người cõi, gom lại một cái cho người ta ghi cho nó rõ ràng ha. Rồi, bữa nào quý vị ở Việt Nam phải sắp xếp ra chiêu đãi cô thư ký này chầu. Chiêu đãi cô thư ký công có làm việc mà mệt quá, đãi chầu à, cà phê ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều, ăn tối, cho bữa phủ phê bồi dưỡng sức khỏe cô thư ký. Chuyện nhỏ, đúng là chuyện nhỏ. Chuyện nhỏ mà làm được hay không đó mới là lạ. Chuyện nhỏ mà làm được hay không đó là việc lạ. Thôi vậy đang chiêu đãi mình công sức, mình thức khuya dậy sớm là cực khổ. Rồi ha, ghi xong chưa? Ghi gom là hết chưa? Thầy ký giỏi lắm á, thầy ký mày ghi bài giỏi lắm, công phu dữ lắm, làm thành sách luôn á, giỏi lắm á, đắt xô lắm đó. Mà số 1 là chuyên gia chạy xô. Chạy xô luôn á, rồi. Rồi ha, ghi hết ha. Rồi giờ mình vô cái số 2. Số 2 là sát na chót, mỏng lực, có hộ kiếp hoặc không. Rồi tử à, sát na chót, mỏng lực. Tức là nãy sát na chót, ma cảnh ha. Sát na chót, mỏng lực thôi, có hộ kiếp hoặc không. Rồi tử, cũng cụ đeo luôn. Số 2, cái dòng là số 2. Sát na chót động lực. Sát na chót động lực. Có hộ kiếp hoặc không. Rồi tử.
xuống dòng A nhỏ. A nhỏ. Hậu kiếp rung động dứt dòng kháng nghi môn năm động lực. Hậu kiếp tử. Đó. Hậu kiếp rung động dứt dòng kháng nghi môn năm động lực. Hậu kiếp tử. Đó, ghi một loạt nó giống như kia thôi mà nó bỏ cái na cảnh ra. Hậu kiếp rung động dứt dòng kháng nghi môn năm động lực. Rồi hậu kiếp tử. Là A nhỏ đó. Đúng rồi, chính xác, giống như cái trên thôi, nhưng mà nó bỏ cái na cảnh rồi ha. Rồi B cũng vậy thôi, B thì hậu kiếp rung động dứt dòng kháng nghi môn năm động lực tử, mà không có hậu kiếp, bỏ hậu kiếp ra. B kiếp rung động dứt dòng kháng nghi môn năm động lực tử, bỏ bớt cái ra. Rồi, là chưa? Alo, quý vị ghi xong chưa? Rồi ha. Rồi, sắc na, có bao nhiêu sắc na đây? Alo. Có bao nhiêu sắc na? Thiện Vũ 6. Rồi ai nữa? Ta 6, Hà 6. Châu Nguyễn 6, rồi chính xác ha, chính xác là có 6. Là 1 là kháng là kháng nghi môn là 1. Là 5 động lực là 6. Vì như vậy sát na chúng ta có 6 sát na tâm khách. 6 sát na kháng nghi môn 5 động lực. Rồi. Xuống dòng thứ tâm 2 chấm. Bây giờ có bao nhiêu thứ tâm đây? Hello. Cái này biết biết không? Tự tâm mà kháng y môn có không? Kháng y môn có không? Có không? Rồi, chính xác có là 1 không? 12 bất thiện có không? 12 bất thiện có luôn. Là bao nhiêu rồi? 1 với 12 với 1 là 13. 23 ha. Rồi 8 đại thiện dục giới có không? Có luôn. À, như vậy là tổng lượng như vậy. Hai mốt rồi. Rồi, ok. Thứ tâm rồi. Có 21. Xong ha. Dễ giống như trên thôi chứ không có gì khác nữa. Rồi chặn có mấy chặn đây, chặn có mấy chặn. Chặn có mấy chặn. Hai chặn đúng rồi, hai chặn xa lắm. Ghi lại đi, gom lại dùm cái này cho nó rõ ràng đi.
ha, đọc ha. Rồi người, ở đây cho mình biết là có 7 hạng người giống như kia ha. Có 7 hạng người. Cũng vậy luôn, cõi trừ vô tưởng ra còn 30 cõi. Ghi luôn cho xong. Rồi ghi chú sao ha. Cõi 30 cõi hữu tâm trừ vô tưởng ra. Cõi 30 trừ vô tưởng. Rồi, ha, xong, ha, rồi gom lại ha. Rồi sử dụng ghi chú hai chấm, và ghi chú rồi cho rõ ràng đó nào. Ghi chú lộ cận tử không chỉ có một lộ mà trải qua hàng trăm, hàng ngàn, thậm chí hàng triệu lộ. Lộ cận tử không chỉ có một lộ mà trải qua hàng trăm, hàng ngàn, thậm chí hàng triệu lộ. Tức là tới giờ phút mà sắp chết, gần cuối cùng sắp chết, đó là nó không phải một lộ tâm đâu, làm liên tục hàng trăm hàng ngàn lộ liên tục, rồi mới cái lộ cuối cùng nó mới chấm dứt. Rồi xuống dòng, ghi kịp chưa, ghi kịp chưa, alo. À, rồi lộ cận tử cuối cùng xuất hiện, lộ cận tử cuối cùng xuất hiện tử tâm, lộ cận tử cuối cùng xuất hiện tử tâm. Lộ cận tử cuối cùng xuất hiện tử tâm. Phải gái. Đến giai đoạn này mới quyết định, đến giai đoạn này mới quyết định, đến cảnh giới tái sanh của chúng sanh ấy, đến giai đoạn này mới quyết định đến cảnh giới tái sanh của chúng sanh ấy. Rồi, tức là lộ cận tử cuối cùng xuất hiện là sát na tử tâm. Thì đến cái giai đoạn này, giai đoạn cuối cùng mà nó phát sanh được cái tử tâm, thì đến cái giai đoạn này nó mới xác định được, mới quyết định được là người này sẽ sanh về đâu. À, ví dụ như giờ lộ cuối cùng nói lên là thuộc về là cảnh giới, thuộc về nghiệp bất thiện, thì là lúc đó nó mới cho mình đi tái sanh vô cảnh khổ. Còn nếu mà cuối cùng nó cho là thiện thì được về cảnh tốt, an vui. À, thì như vậy đó là lộ cuối cùng nó mới quyết định, còn những cái lộ kia chưa chắc. À, thì là chúng ta phải biết là đánh giá ở cái điểm cuối cùng đó. Giống như một đàn bò trắng đen, cuối cùng mở cửa ra con nào chưa ra trước là con đó ra ha, đen ra trước là tiêu, mà trắng ra trước là đỡ ha. Như vậy đó là lộ cận tử cuối cùng xuất hiện, khi mà tử tâm xuất hiện thì giai đoạn này quyết định. Rồi xuống dòng, đánh cái bông đầu dòng cái không có hộ kiếp vừa qua, vì cảnh thuộc danh pháp, vì cảnh thuộc danh pháp, vì cảnh thuộc danh pháp,
tức là này lộ ý là cái cảnh nó thuộc danh pháp, cho nên cái hộ kiếp vừa qua nó không có. Vì cảnh sắc pháp á, ví dụ mình thấy cảnh sắc thì nó vô cái nhãn, vô nhãn nhãn căn mình, nó mới vô, nó đụng vô cái dòng hộ kiếp. Thì khi nó đụng vô dòng hộ kiếp vậy, làm cho cái phát sanh ra cái hộ kiếp vừa qua mới phát sanh. Còn trong cái dòng tâm thức mình thuộc về danh pháp là thuộc về danh pháp đó, thì nó không cần cái hộ kiếp vừa qua. Vô là đi vô là rung động với dòng liền, không có hộ kiếp vừa qua. Thì như vậy không có hộ kiếp vừa qua trong cái lộ tử ý môn này. Rồi xuống dòng ha. Giờ ghi kể chưa quý vị ơi? Alo. Rồi ha, rồi chút xíu nữa là cảnh nghiệp cận tử nghiệp, cảnh nghiệp cận tử nghiệp, cảnh nghiệp cận tử nghiệp. À, tức là cái cảnh nghiệp cuối cùng của cái đời sống, à, cảnh nghiệp cận tử nghiệp tức là cảnh nghiệp cuối cùng phát sinh trong cái đời sống mình. Thì trong cái đời sống của mình nó cuối cùng nó phát sinh là ba loại, à, có ba loại cảnh nghiệp. Ba. Một, trọng nghiệp thành cảnh nghiệp. Một là trọng nghiệp thành cảnh nghiệp. Mở ngoặc thiện bất thiện, đóng ngoặc lại. Trọng nghiệp thành cảnh nghiệp, mở ngoặc thiện bất thiện. Rồi, số 2, thường nghiệp. Số 2 là thường nghiệp, tức là những nghiệp mình thường làm hàng ngày, nghiệp thường xuyên làm, là thường nghiệp. Số 3 là tích lũy nghiệp, mở ngoặc, khinh thiểu nghiệp, đóng ngoặc lại. Tích lũy nghiệp, khinh thiểu nghiệp. Lũy nghiệp, khinh thiểu nghiệp. Được chưa? Thì như vậy tới giờ phút cuối cùng của một đời người á, của chúng ta đó, hoặc là chúng sanh á, thì nó có ba cái vấn đề này nó phát sinh. À, trong giờ phút cuối cùng nó quyết định cho cái đời sống tương lai. Thì nó có trọng nghiệp, à, tức là những cái nghiệp nặng, những cái nghiệp mà mình làm nặng nề á, chẳng hạn như nếu mà bất thiện á, à, chẳng hạn như là giết cha, giết mẹ hay là, à, đã thương Phật, chia rẽ tăng già, vân vân, những năm ngũ nghịch đại tội đó thì nó thuộc về trọng nghiệp, à, hoặc là giết người này kia cũng thuộc về trọng nghiệp. Thì giờ phút cuối cùng á, nếu mà những nghiệp này nó hiện, nó hiện bài lên á, nó khởi lên, nó hiện lên trong cái giờ, trong cái lộ tâm cuối cùng á, thì là chúng ta đi thẳng luôn ha, thẳng tới địa ngục luôn. Đó là trọng nghiệp cũng về thuộc về bất thiện. Còn nếu mà trọng nghiệp thuộc về thiện á, thì ví dụ như mình có sự tu tập, làm việc phước lớn, làm những cái điều mà tốt đẹp trong lành đầy đủ tam tư vân vân, thì lúc đó trọng nghiệp thuộc về là thiện, là như tốt lành, hoặc là thiền, hoặc là những lúc tập thiền, hoặc là những người đắc thiền, à, những cái đắc thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, những cái trọng nghiệp là chắc chắn và phút cuối cùng nó hiện lên, là họ được tái sanh về cảnh giới thích hợp với tầng thiền. Thì như vậy trọng nghiệp lúc đó nó trở thành cảnh, à, trở thành cảnh nghiệp cho cái lộ tâm cận tử. Một là nếu mà trọng nghiệp nặng á, thuộc về bất thiện thì đi bốn đường ác đạo. Nếu mà thuộc về thiện nghiệp, thuộc loại mạnh á, thì nó đi về những cảnh giới tốt đẹp. À, sanh thì nếu mà thiền thì được sanh về những cõi thiền, thì được gọi là trọng nghiệp. Rồi nếu mà trọng nghiệp không có sanh á, giờ phút chót nó không có trọng nghiệp á, thì những cái thường nghiệp nó sanh. Tức là những cái nghiệp mình thường làm này. À, mình thường làm những nghiệp gì đó, nói dối, nói xạo hay nói gì đó là liên tục nha. Hay là làm ăn rồi mánh mung mùng mền đủ thứ trò, nó quen thành nó quen, thì thường nghiệp bây giờ phút cuối cùng bất thiện nó sanh lên thì mình cũng đi luôn, à, đi xuống luôn. Còn nếu thường nghiệp mà mình thường xuyên mình làm, sáng ra đọc kinh giữ giới trì giới này kia rồi đi làm phước làm tốt đẹp, hoặc là ra công việc đi làm mà mình luôn giữ được cái đời sống và lương thiện tốt đẹp,
không lường gạt người, luôn luôn tâm mình là giữ được cái sự nhẹ nhàng thanh thản. Thì cái thường nghiệp này giờ chó có sanh lên thì mình được sanh về những cảnh giới an vui. Đó là thường nghiệp. Nếu mà nguồn cộng nghiệp không sanh thì thường nghiệp mới sanh. Rồi nếu bây giờ chót thường nghiệp nó sanh á, thì những cái nghiệp tích lũy, tức là những cái nghiệp nhẹ nào nó nhẹ hơn thường nghiệp, những nghiệp nào thuộc về khinh thiếu nghiệp á, bắt đầu nó khởi. Thiện hay bất thiện nó khởi. Thì nhẹ thì nó cũng cho đi, nếu ác nó cũng cho đi những cảnh giới bất thường. Còn nếu mà thiện thì nó cho đi những cảnh giới tốt đẹp. Thì ngoài ra thì chúng ta sẽ bị như vậy. Thì đa số là thường nghiệp nhiều, nhưng mà cũng có nhiều người làm những cái trọng nghiệp bất thiện ghê lắm. Nhất là thời buổi giờ nhiều người ghê lắm, làm nhiều cái chuyện đọc tin tức thấy cũng sợ luôn, giết người như ngoé quấn cha quấn mẹ này kia là ghê lắm. Thì giờ phút cảnh nghiệp cuối cùng là cái nghiệp cuối cùng cận tử, thì chúng ta có được ba loại trọng nghiệp, thường nghiệp. Nếu không có thì những cái nghiệp nhẹ nó còn xuất khởi, xuất hiện ra thì gọi là khinh thiếu nghiệp. Thì ba cái này nó dẫn dắt chúng sanh đi tái sanh trong tương lai. Còn nếu mình A-la-hán rồi thì những cái này là nó biến mất hết á, diệt hết, không còn hết. Giờ chót cái lộ tâm là cận tử mà thuộc về Niết Bàn, học về lộ Niết Bàn mình học rồi á, lộ Niết Bàn. Thì lộ Niết Bàn tính vô đây cũng là tử Niết Bàn của bậc A-la-hán, thì mình không có tính vô này, chỉ tính là tử độc sinh đó lại ha. Rồi, đó là xong cái phần mà mình học bữa nay là lộ về lộ lộ tử với môn. Học ở đây là lộ tử với môn, đấy cũng vừa phải lẽ rồi, bây giờ tới đây ngưng cũng vừa rồi. Tuần sau là mình học lộ tâm tục sinh. Tử là phải tục sinh liền ha. Thì tuần sau mình học đây ha. Còn dư mấy phút thôi, gãy năng nghỉ sẽ hơi sớm chút xíu cho nó khỏe. Cho nó được tốt đẹp, mình biết được những cái đời sống của người mình nó được diễn tiến như vậy. Sống như thế nào mình tránh sao đừng để dính vô cái trọng nghiệp bất thiện ha, và dính vô những cái trọng nghiệp nặng thì được trời cứu thôi, không ai cứu mà trời cũng cứu nổi, ông chịu thua một đường bó tay luôn. Nên tránh xa những cái trọng nghiệp, nhất là đụng tới cha mẹ thầy tổ này kia, mình đụng tới mấy vậy đó là thôi mà đời mình cô lụ luôn. Là tránh càng nhiều càng tốt. Đó là cái lý do mà chúng ta học những cái bài học này để áp dụng liền trong cái đời sống của mình, chứ không phải mình học để mình thỏa mãn cái tri thức của mình đâu. Học để ứng dụng được, mình biết giờ phút cận tử của mình để mình tránh né được cái những cái mà chắc chắn nó sẽ đưa chúng ta đi. Nếu mình làm ác thì chắc chắn bây giờ phút chót nó sẽ hiện ra liền, nó hiện bài liền. Mà nó hiện bài tới lúc đó thì không ai cứu được, tại đó thuộc về nghiệp rồi. Cho nên thường xuyên chúng ta hay làm những việc thiện trở thành thương nghiệp rồi. Đừng làm trọng nghiệp, hãy làm những việc thiện về thường nghiệp. Sáng ra chịu khó lại bị làm đọc kinh xin quy tâm bảo trong đầu cũng được đó. Không, mình trong đầu mình niệm nguyện bút thăng sáng năng cái cha mấy này kia, mình xin giới, xin niệm trong đầu, xin giới đàng hoàng, trong cái ra mình luôn luôn có tác ý để giữ giới, luôn luôn có tác ý để giữ giới, đi đâu ra làm việc hay công sở gì đó mình luôn luôn mình giữ cái khẩu nghiệp của mình. Đừng có vì đồng tiền, vì miếng cơm manh áo mà mình nói dối, nói gạt, mình hại chúng sanh. Vì chúng ta được trả bao nhiêu đó, mình sống, chúng ta sống được qua mấy chục năm đó, mình đã thấy rằng giờ mình có bánh mung lừa gạt cuối cùng cũng được vậy đó. Giờ phút chót rồi cũng tự lỗi, mình không trả được gì, bao nhiêu nghiệp mình phải mang rồi giờ về cái hưởng thụ những cái đó cũng trả cái đó đâu, trả được gì. Cho nên mình mới biết cái sự nguy hiểm của nó, mình mới bỏ được cái vấn đề đó. Cho nên mình đừng có gì đồng tiền, gì danh lợi mà mình làm những việc ác, hại người này, hại người kia, hoặc là lừa đảo, cái đủ thứ chuyện trong đời. Cái nghiệp mình nó vì cái lòng tham của mình nghĩ mình vô minh, mình nghĩ là mình sẽ được cái này là mình hay, mình ngon, mình gạt người ta là mình giỏi, nhưng mà quên điều đó. Điều đó nó mình trả giá nặng lắm. Mình gạt người ta, mình lấy được một mình phải trả được, trả hoài, trả liên tục cho đến khi nào mà cái nghiệp nó không còn khả năng mà để cho quả nữa thôi. Nên là đó, một người trí nó thấy được vấn đề này ha. Thành ra khi mà ra đời sống mình thà mình chịu thiệt thôi, chứ không để cho cái nghiệp nó làm chủ mình. Đó là cái mà chúng ta phải cân nhắc hết sức, nhất là cái khẩu nghiệp á. Cái khẩu nghiệp mình ghê lắm, cái miệng của mình ra đời chỉ vì miếng cơm manh áo, nói tu
tung cả, nói dốc, nói xạo, nói mánh khóe đủ thứ, và chuyện không có nói cho có, mà có nói cho tới khi nào ta tin thôi. À, nói dối từ từ thành ta tin mình luôn. À, nó cái khẩu nghiệp mình bị ghê lắm. À, cho nên chúng ta rất là cẩn thận trong vấn đề này. À, bởi vì ai làm người nó chịu thôi, ai ăn người nó no, là mình làm mà ác là mình phải lãnh đủ thôi, chứ không có nói gì hết. À, không có đổ thừa ha, nên mà nghiệp mà không có vụ đổ thừa, không có lý luận, nghề nghiệp mà không có lý luận. À, mà thấy là cái vấn đề nó ghê lắm, nhiều người ta không hiểu á, sống theo cái dục vọng, sống theo cái ác của mình, rồi sát sanh, rồi giết đủ thứ chuyện để mà thỏa mãn cái miệng của mình, ăn cho nó đã, miệng giết tùm lum tà la, rồi đổ thừa đủ thứ. À, để cho anh giết, anh để người ta giết, anh ăn này cái nọ, anh nó không mang nghiệp, người ta mang nghiệp thì thấy ngu giết chứ. Ngu làm ráng chịu, nghiệp ai làm người ta mang. À, cho nên mình biết được cái những vấn đề này mình phải cẩn thận, một chút, tại vì không ai cứu mình được, chỉ có mình mới cứu mình thôi. Cho nên chúng ta phải để ý cẩn thận như thế này. À, nhất là cái khẩu á, cái khẩu ghê lắm, cái khẩu của gì cẩn thận, khẩu nghiệp rất là nặng, ai cũng bị nè. Ra đời mà chỉ vì quyền lợi chút xíu là nói tôm lum liền ha. Nói mà nói vô tội dạ luôn. Rồi, do với quý báo hôm nay chúng ta học được bài học này, nguyện cầu cho tất cả luôn được năm pháp sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và sớm cái trí tuệ thành tựu chánh trí đồng đều nha cả thể. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sát Kha Dạ. Rồi, mời MC. Dạ, sa thú làm thai. Nhật Quỳnh xin thay mặt đại chúng thân đâm thành kính tri ân thầy kinh rất là nhiều. Dạ, hôm nay thầy giảng về cần tư nghiệp và nhất là khúc chót rất là hay, giúp cho mọi người tỉnh táo lại. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Hôm nay Nhật Quỳnh thấy còn sớm mấy phút, có vị nào có muốn nên chia sẻ cái hiểu của mình ngày hôm nay thầy giảng rất là chí tình lắm. Có vị nào muốn chia sẻ không thì mời bằng tay Quang Thanh nè. Dạ, có muốn chia sẻ về cái hiểu của mình trong bài pháp ngày hôm nay không? Và có thể mình có thực hành được cái điều gì không? Tại vì Nhật Quỳnh thấy còn sớm được 11 phút. Dạ, có vị nào có muốn chia sẻ không ạ? Vậy là không có vị nào chia sẻ thì Nhật Quỳnh xin sám hối nha. Đồng ý không? Đạo Trang có đồng ý không? Dạ, con cung thỉnh Đại Đức Pháp Trang. Dạ, sư có trước máy, sư cho con một tín hiệu ạ. Nam mô Bụt Tha Dạ. Dạ, Đại Đức Pháp Trang có trước máy không? Sư có trở lại máy chưa bạch sư? Nếu sư có trở lại máy, sư cho tín hiệu. Sau khi chúng con sám hối rồi, cung thỉnh sư chúc phúc cho Đạo Trang ạ. Dạ, một lần nữa, Nhật Quỳnh xin thay mặt Đạo Trang kính tri ân thầy kinh rất là nhiều. Thật sự là gì? Chỉ vì miếng cơm manh áo là chuyển hơn lời thua một thôi. Nhưng mà mình mang nghiệp rất là nhiều. Nghĩ đi, nghĩ lại, nghĩ tới, nghĩ lui. Đi ra đi một mình. Tới đây cũng một mình, ra cũng một mình. Mà ai cũng bị dướng dấp. Gia đình tôi, con tôi, cháu tôi, nhà tôi, đủ thứ tôi để mà lừa gạt hết. Nên phải nói rằng, theo lời này thì rất là cảm ơn thầy Kinh và cảm ơn Châu Nguyễn rất là nhiều. Châu Nguyễn đã giúp đạo tràng quét bài để Nhật Bình copy kịp, chứ mà nếu viết không, nếu gõ không, Nhật Bình cũng không gõ kịp để cắt bài nữa. Nên Nhật Bình đã cảm ơn Châu Nguyễn. Mắt của Nhật Bình lúc này nó tệ lắm rồi, nhìn màn hình lâu là thấy chữ nó nhẹ nhẹ, nên đọc bài là có phải khi có dấp. Nên càng nhìn lâu thì càng khổ nha. Nam mô Bụt Tha Dạ. Và một lần nữa con cung thỉnh Đại Đức Pháp Trang cho con một tín hiệu ạ. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng nhớ Nhật Quỳnh sám hối sau khi thính pháp. Dạ, tri ân sư. Bụt Tha Măng Gê Na Vạn Đê Hăng Ba Đà Phẳng Xuân Và Ruột Tha Măng Bụt Thể Dơ Kha Lì Tơ Đơ Sơ Bụt Thơ Kha Ma Tu Tăng Ma Măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là Đấng Chí Tôn Chí Thanh. Các tội lỗi mà con đã vô y phạm đến Phật bảo
Cúi xin Phật bảo sắp tội lỗi ấy cho con. Quật tâm ăn ghê nợ quạnh đề hăng thầm anh cho đức quý thân và răng thầm mê dô ca đi tô độ sâu thầm mô và mà tu tăng mà măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Ca đội mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo sắp tội lỗi ấy cho con. Uất tam ăn ghê nợ quạnh đê hăng sẵn khanh chạy được vị thốt tam ăn sẵn khê vô khả đi tổ đô sâu sẵn khô khả mà tu tăng mà măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo sắp tội lỗi ấy cho con. Cha đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính lãnh cung thịnh đại đức pháp trang từ bi phúc chúc cho đạo tràng. Con kính nhân mít đến sư ạ. Nam mô Phật Thầy, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Trước tiên chúng con thành kính đảnh lễ ân đức ba ngôi tam bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Chúng con thành kính đảnh lễ ngài Chí Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đại tràng và thân chào quý tu nữ và toàn thể chư Phật tử. Giờ đây chúng con xin được phép đại diện ngài Chí Đức cũng như Chư Tôn Đức Tăng để phúc phúc đến toàn thể đạo tràng chư Phật tử. Phật tu sanh Rakam tu sapa devata sapa tamanu pawe nasada sote pawantu te pawatu sapa mangkalam rakam tu sapa devata sapa sangka nu pawe nasada sote pawantu te tất cả phước bao hằng có đến người. Cầu xin chư thiên hộ trì đến người do nhờ oai đức của chư Phật